Rồi, chào mừng anh tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ bẫy bên mình bán cái loại này này. Chân đồng, khoen đồng. Đó. Cáp xe đây, cáp xe 4 này. Dây dù siêu bền. Đó. Cái này thì đây là bộ giò giò đá đấy. Giò đón thì nó dài hơn một chút xíu, nhưng mà theo mình thì chỉ cần cắm khoảng 2 bộ giò đá được rồi. Bạn nào mà cẩn thận thì cắm tiếp một bộ giò đón nữa, vì nhiều khi cắm bế cũng làm biếng đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn và cắm thử cho mọi người xem nhé. Cứ ai mà mua thì liên hệ lại mình nhé. Đây, chân đồng, khoen đồng, cáp bao tuột, dây dù siêu bền, giá hàng rất chắc chắn, mối hàn đẹp. Chân đồng thì nó bền hơn, nó không bị rỉ sét đấy. Đó. Rồi, hướng dẫn sử dụng nhé. Đó, tháo ra vào tay cầm này. Đây là một số cách cắm cắm thông thường. Nói chung là mỗi người nó có một cái kiểu cắm, có người thì cắm nó hơi nghiêng nghiêng một chút đó. Đây này, đó. Rồi có người thì cắm nhiều kiểu. Nhưng mà mình thì mình cắm cái kiểu này. Đó, đừng làm sao đừng để con mồi chạm vào cái bẫy này được ha. Đây, cắm nó sát sát nhau. Sát sát nhau để bảo vệ con mồi mình á. Rồi gà dần thì cũng thường hay đi vòng tròn đó. Đây này, các bạn cắm này này, đó. Này. Cắm sát sát cho hở cho một tí cũng được, không sao hết. Có khi vội, nhiều khi cắm vội cái ngả cái nghiêng rồi đất nó đất nó cứng, nó không có chỗ mà cắm luôn á. Nhưng mà miễn mà sao các cắm các bạn cắm cẩn thận một chút, tức là nó chắc chắn á, để nó giật nhiều nhiều con gà nó mạnh á, nó con gà bổi nó giật cái cọc đi á. Đó, cho nên mình cắm chắc thì nó giật ít cọc. Thế mình mà cắm mà nó không 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 chắc cọc á, là nó giật cho là cả dây luôn á, cả bộ bẫy này là hầu như là đi gần gần hết luôn, nó về nhà là gỡ mệt luôn á. Đó, cho nên các bạn cắm cọc và cắm cái mồi bẫy này cũng phải cẩn thận này. Cắm làm sao mà nó chắc chắn thì con gà bổi nó sẽ nhiều nhiều con gà chỉ rút được một hai cọc cái là nó không không bay được nữa rồi, tại vì nó chắc quá đó. Nhưng mà cũng nhiều con đó, nó bay hết nguyên một bộ bẫy luôn, về nhà gỡ gần chết luôn. Đó, xui xui mà gặp mà con chồn, con chó hay là cái con gì nó to to một chút là nó rất mệt lắm. Đó. Đó, các bạn cắm nối đuôi nhau này này. Đó, để không cho nó hở cái chỗ nào đó. Con gà đi qua đi lại một hai vòng là nó dính à. Có nhiều người các bạn xem clip thấy vui không? Đi mười mấy lần qua mà không dính bẫy đấy, là do cắm á, đó, cắm cứ nối đuôi nhau vậy á. Thì mình biết cái gì mình chỉ cho các bạn một số cái kinh nghiệm mà thôi, còn bạn nào mà có cách cắm khác thì bình luận bên dưới. Đó, nhìn chung mỗi người một kiểu cắm, có người cắm kiểu chữ 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 N là thấp á, để tí nữa mình chỉ cho các bạn nhé. Đó, như vậy đó. Đây, cái kiểu cắm của mình là cứ vây tròn vào con mà mồi ở giữa, mình vây tròn bẫy vào, nếu mà rảnh thì được đón một hai bộ ở ngoài ngoài xa, chẳng hạn như gà nó về nhiều á, đó mình đón một hai bộ giờ đón là xa nữa, đó, để phòng trường hợp gà nó vừa bảo vệ gà mình này, vừa bắt được nhiều bổi. Có nhiều khi nó đàn, nó về cả đàn đấy, mình cắm một hai bộ bẫy, một hai bộ ở xa nó để chặn trước á. Đó. Này.
đây là cách thứ nhất. Có cách nữa để mình chỉ các bạn cái kia nhé. Đây còn cái kiểu này nữa, kiểu tức là các bạn cắm hai hàng, chỉ cần hai hàng thôi, hai bộ thôi, tức là một bộ ở đây nhé, chạy thẳng lên trên này đó, một bộ thì chạy thẳng sang bên này giống như hình chữ N vậy này. Đây đây, như này mình vẽ cho các bạn xem nhé. Cái này ví dụ con gà mồi ở đây đúng không, gà mồi đây, mồi đây, các bạn vẽ một đường này, cắm một đường này, rồi cắm một đường này đó. Đó, các bạn chỉ cắm hai đường như thế thôi, là tại vì nữa thường thì con gà nó chạy hay vào chạy vòng tròn này này, nó ghẹ ghẹ nó chạy vòng tròn tròn này, cũng con gà thì lao thẳng vào đó, nhưng mà cũng con gà thì nó lượn 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 vòng tròn này này, xong bắt đầu nó mới đá con gà mình đó. Nó nhiều 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 kiểu cắm đó đó, nếu các bạn đấy thì cắm hai bộ, một bộ đây một bộ đây đó, hai bộ như thế. Nhưng mà mình thì thường thì mình cắm cái bộ như này đó, mồi đây, rồi cắm xung quanh này, cắm một bộ cũng được, một bộ xung quanh con gà mồi được, mà nào mới thì hai bộ, còn không thì một bộ cũng được đó. Đó, nói chung là cũng nhiều cách lắm, mỗi người một cách khác nhau á. Nhiều khi có người cắm cái bẫy mình thấy nó nghiêng nghiêng này này, hơi nghiêng nghiêng một tí này đó, hơi nghiêng nghiêng một chút, mình thì mình hay cắm thẳng này đó, có người cắm hơi nghiêng nghiêng một chút này này đó, ngả ngả một chút đó, nhìn thế này một chút này, thấy không? Đó, nói chung là nhiều 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 kiểu lắm. Rồi các bạn thì vòng bẫy là kiểu hình ngó tròn đó, rồi các bạn thì cắm chéo và cắm nghiêng, cắm ngả, nói chung là tùy vào cái địa hình nữa, rồi cái đoán phán đoán hướng đi của nó nữa, rồi còn hên xui nữa. Hên thì gà nó đi vào đấy, không hên thì nó có đi vào đâu, nó đi đi qua đi lại, rồi nhiều khi nó ghẹ tút đâu 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 ấy, xong bắt đầu nó gáy xong rồi nó bỏ đi. Đó, nhiều con nó vậy, bực lắm. Cho nên là nhiều khi cũng chỉ có hên xui thì được thôi, còn chẳng theo một cái quy luật nào nhất định đâu, nhưng mà cắm bẫy thì thường là như vậy đó. Nhiều khi làm theo quy luật từ địa hình ấy, địa hình nó nhiều khi nó dốc này, nó bằng phẳng, nó nhiều đá, có khi cắm không bẫy không được luôn á, có đá sỏi cắm không được luôn, các bạn bảo làm nào. Đấy, nhiều khi có gà gáy ngay đấy, nhưng mà đất sỏi đất đá không mà nó không có chỗ cắm luôn á, đấy phải tìm chỗ nào mà đất nó mềm hay là đá sỏi nó cắm được cũng là cả một vấn đề. Đấy, ý kiến của mình thì như vậy, còn các bạn nào mà có ý kiến khác thì nói cho anh em tham khảo nhé. Chia sẻ của mình đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi, nói thêm một tí nữa là các bạn ví dụ như là bẫy cắm đầu kia, đây cắm từ cái đầu tiên này, thì các bạn cái cuối cùng là các bạn thu lại đó, thu lại từng cái một đây đó, xong đến cái đầu tiên là cái dây dài nhất á, là cái dây đó là sẽ thu cho cùng đó. Thu thì nhanh lắm, thu được cái cắm lên rồi xếp 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 sẽ cái sau, còn cắm thì hơi lâu một tí thôi. Nói chung vừa thu vừa cắm là mất khoảng 10 phút, 5-10 phút rồi đó, cũng nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà có chỗ đất mềm nữa thì cắm nhanh, thu nhanh nữa đó, cái cắm như vậy đó. Đây, theo dõi cho các bạn nối đôi nhau, nối đôi nhau. Đừng để cái khe hở gà đi qua nó đấy, đây này này, nó đu nhau này này, đấy này, là nó đi qua nó mắc cái chân vào đây này, rút đây này, đó.